Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Dự án hơn 250 tỷ giữa Hà Nội đắp chiếu 4 năm chưa hẹn ngày về đích. Theo thông tin từ báo Vietnamnet, được khởi công từ năm 2020, đường Vũ Quỳnh nối Lê Đức Thọ, Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội với vốn đầu tư hàng trăm tỷ hiện vẫn bất động, dài 1,4 km, tổng mức đầu tư 253 tỷ đồng. Đường Vũ Quỳnh đi qua các phường Phú Đô, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 là dự án xây dựng quan trọng của quận Nam Từ Liêm, giúp kết nối các trục chính của thành phố và giải tỏa áp lực giao thông khu vực. Với quyết tâm dự kiến hoàn thành sau 450 ngày, nhưng đến nay dự án gần như bất động. Hiện đoạn nối gần về phía Trần Hữu Dực được ngăn bằng các cống hộp bê tông, chỉ để hở một lối nhỏ vừa cho xe máy đi qua. Vào giờ cao điểm, khu vực này đông đúc xe cộ, bụi bay mù mịt, giải phân cách của tuyến đường thành nơi trồng rau. Thấy dự án đã thi công mãi chưa xong, đất lại để hoang, cỏ mọc tùm, nên tôi tranh thủ trồng thêm ít rau cho đỡ lãng phí, một người phụ nữ gần đó cho biết. Một số phần đường nắp cống bị mất, để trơ ra những hố sâu. Khu vực này là nơi có nhiều người qua lại, tập thể dục, chạy bộ mỗi chiều. Các cột đèn cũng chưa được lắp bóng, chỉ có phần khung sắt được bọc qua lớp ni lông. Dự án dang dở khiến nhiều đoạn đường trở thành nơi tập kết của hàng trăm loại rác thải sinh hoạt. Lâu ngày rác tích tụ bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của các hộ dân sinh sống xung quanh. Bên cạnh những đống vật liệu ngổn ngang, phần đất trống cũng mọc thêm lên nhiều bãi đổ xe tự phát, cột điện án ngữ giữa đường suốt nhiều năm tháng mà chưa được di dời. Phần điểm đầu của dự án vẫn bị chia cắt do những vướng mắc trong việc giải tỏa mặt bằng giữa chủ đầu tư và các hộ kinh doanh. Tại đoạn đi qua phía sau cung thể thao dưới nước, nhiều ngôi nhà dân vẫn nằm án ngữ chưa thể giải tỏa. Đường Vũ Quỳnh nối Lê Đức Thọ, Phạm Hùng đi qua nhiều cơ quan, trụ sở lớn như Cục Thi hành án dân sự Hà Nội, Cung thể thao dưới nước, Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Đình 1, có vai trò kết nối với đường Mễ Trì và tuyến từ Mễ Trì tới Đỗ Đức Dục, tạo thành mạng lưới thông suốt cho giao thông khu vực Nam Từ Liêm. Sau gần 4 năm thi công, dự án xây dựng đường Vũ Quỳnh giờ đây gần như nằm yên. Kết thúc thời hạn hoàn thiện 450 ngày theo dự kiến, Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm đã xin gia hạn lần 1 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 và tiếp tục xin gia hạn lần 2 đến hết năm 2025. Hà Nội yêu cầu rà soát các dự án, công trình đắp chiếu, bỏ hoang để chống lãng phí. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện rà soát các công trình dừng thi công kéo dài để có biện pháp đưa vào sử dụng, chống thất thoát, lãng phí, ghi nhận từ báo Vietnamnet. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu tổng rà soát toàn bộ các dự án, công trình tồn động, dừng thi công kéo dài thuộc nhiều lĩnh vực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ban hành công điện triển khai thực hiện công điện số 112 của Thủ tướng về tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn động, dừng thi công kéo dài, khẩn trương triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng chống lãng phí, thất thoát. Trong công điện, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, thống kê toàn bộ các dự án, công trình tồn động, dừng thi công kéo dài thuộc phạm vi địa bàn quản lý. Lĩnh vực rà soát thống kê bao gồm các dự án đầu tư công, dự án đầu tư ngoài ngân sách thuộc ngành giao thông vận tải, nông nghiệp, thủy lợi, môi trường, thoát nước và xử lý nước thải, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa. Các dự án khu đô thị, khu nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở sinh viên, bãi đỗ xe, chợ, v.v. chậm triển khai, chậm đầu tư xây dựng, chưa hoàn chỉnh theo dự án, quy hoạch được duyệt cũng thuộc diện rà soát. Bên cạnh đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội còn yêu cầu rà soát những khu công viên đã đầu tư xây dựng nhưng chưa khai thác, sử dụng các ô đất quy hoạch công viên chưa đầu tư xây dựng. Các đơn vị báo cáo rõ nguyên nhân, khẩn trương xây dựng kế hoạch, biện pháp khắc phục, xử lý ngay, dứt điểm vướng mắc và tồn tại. Trong đó xác định rõ trách nhiệm, nội dung công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành,
cơ quan đơn vị được giao thực hiện để làm cơ sở đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu rà soát, thống kê toàn bộ các công trình, trụ sở, công sở, diện tích nhà thuộc sở hữu nhà nước không sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả. Sau rà soát, những cơ quan liên quan có trách nhiệm đề xuất kế hoạch, biện pháp khắc phục. Chống lãng phí từ các dự án treo. Những ngày qua, người dân cả nước, nhất là những người bệnh, rất phấn khởi khi nghe thông tin Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu trong vòng 6 tháng tới, Bộ Y tế phải hoàn thiện và bàn giao, đưa cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đi vào hoạt động, ghi nhận từ báo Hà Nội Mới. Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tại thành phố Thủ Lý, tỉnh Hà Nam được triển khai xây dựng từ năm 2015, dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Mỗi bệnh viện có quy mô 1.000 giường nội trú, phục vụ khoảng 3.500 đến 5.000 lượt khám mỗi ngày, nhưng đến nay vẫn trong tình trạng đắp chiếu, chưa đưa vào sử dụng. Điều này vừa gây lãng phí tài sản, vừa làm mất đi cơ hội chữa bệnh của nhiều người. Sau chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, nhà thầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang khởi động lại, tiếp tục thi công, hoàn thiện công trình. Hiện nay, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai có khối lượng hoàn thành đạt trên 90%, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khoảng 60%. Người đứng đầu Chính phủ ra tối hậu thư cho Bộ Y tế trong việc đưa hai công trình trên vào hoạt động cho thấy quyết tâm, cũng như sự quyết liệt trong chỉ đạo giải quyết dứt điểm những dự án treo. Thực tế cho thấy, không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể, động thái mạnh tay, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành địa phương đã từng bước gỡ vướng, xử lý dứt điểm nhiều dự án chậm tiến độ, gây lãng phí nguồn lực. Trong đó có những dự án đã được kịp thời khắc phục vướng mắc, hồi sinh và đưa vào vận hành hoạt động tốt, như dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông, dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, v.v. Đặc biệt, nhiều công trình được triển khai thần tốc, rút ngắn thời gian thi công như công trình đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đến Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. Qua đó, đã nâng cao hiệu quả sử dụng, không để lãng phí nguồn lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2024, diễn ra ngày 9 tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, với sự vào cuộc quyết liệt, đến nay chúng ta đã cơ bản xử lý xong 12 dự án thua lỗ, yếu kém và giải quyết các vướng mắc với 2 dự án bệnh viện, một số dự án điện, v.v. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều công trình, dự án chưa được các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị kịp thời tháo gỡ khó khăn để tồn động, dừng thi công kéo dài. Dự án treo, chậm tiến độ không chỉ gây thất thoát, lãng phí lớn, làm suy giảm nguồn lực tài chính, giảm hiệu quả sản xuất, tăng gánh nặng chi phí, gây cạn kiệt tài nguyên mà còn ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, suy giảm lòng tin của nhân dân với đảng, nhà nước, tạo rào cản vô hình trong phát triển kinh tế, xã hội. Trong bài viết chống lãng phí đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra chống lãng phí là một yêu cầu, nhiệm vụ rất khẩn trương, cấp bách để tăng cường nguồn lực, khơi dậy sức dân, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vương mệnh của dân tộc. Do đó, chúng ta cần phòng chống lãng phí với quyết tâm cao, bằng hành động cụ thể, với những giải pháp hữu hiệu, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị. Chống lãng phí phải trở thành tự giác, tự nguyện, cơm ăn, nước uống, áo mặc hàng ngày. Để công cuộc phòng chống lãng phí nói chung, trong đó có dự án treo nói riêng, mang lại hiệu quả tích cực, các cấp, bộ, ngành, địa phương cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của đảng, nhà nước, trong đó cần tập trung thực hiện tốt, hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chống lãng phí và công điện số 112 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn động, dừng thi công, khẩn trương triển khai hoàn thành, đưa vào sử dụng chống lãng phí, thất thoát. Bên cạnh đó là sử dụng hiệu quả các nguồn lực, triển khai nhanh công trình, dự án không để thất thoát, lãng phí, nhất là dự án tồn động, dừng thi công trụ sở bộ, cơ quan, ngân hàng thương mại nhà nước, dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các bệnh viện, xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức để dự án, công trình chậm tiến độ kéo dài,
kiên quyết thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức, năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, v.v. Chống lãng phí là nhiệm vụ cấp bách. Tất cả các dự án treo, chậm tiến độ phải được tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành càng sớm càng tốt, đảm bảo chất lượng, qua đó khơi thông, giải phóng nguồn lực, đưa đất nước ta vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.